Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Bình luận viên tào lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balo Tali. Hiện tại bây giờ là 22 giờ đêm. Đại Lâm đang ở quê xã Long Giang, chợ mới An Giang. Và Đại Lâm cũng có vừa xem một cái clip của cái chị ở Bình Dương đâu trên Tân Quyên gì, Lai Quyên, Tân Quyên gì á, mà cái nhóm của thiện nguyện của Tấn Kasim Hoàng Vũ và anh Tân của Bình Dương. Hiện tại bây giờ là nhóm thiện nguyện, anh em đất thủ thiện nguyện, có chi cho nấy chứ không có lấy tiền mạnh thường quân nha các bạn. Và các bạn hãy xem cái clip này mà Đại Lâm vừa up lên cái video của Đại Lâm trước đây đấy. Hiện tại giờ đây này nha. Yeah. Cộng đồng mạng chia sẻ giúp tôi đây với quá khổ. Không có gì mà để ăn hết chứ. Đây là clip Đại Lâm up rồi. Còn hiện tại bây giờ Đại Lâm sẽ làm cái clip nhóm anh em thiện nguyện của Tấn Kasim và anh Tân. Hiện tại bây giờ đang giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Bình Dương nha các bạn. Nói chung nha, Bình Dương nha. Chia sẻ giờ mà về quê thì về cũng không được, nằm trong khu cách ly phong tỏa này cũng không có cho về được. Chị ai thấy clip này thì nhờ cộng đồng mạng chia sẻ cho chúng tôi thì được là khu tổ 4 Tân Hội Tân Hiệp, thị xã Tân Quyên, hẻm 53. Cái số điện thoại là của tôi là 0398 388 453. Đây các bạn nhớ kỹ cái địa chỉ của bà chị này nói nha. Tân Hội Tân Hiệp, tổ 4 Tân Quyên. Đấy các bạn thấy không, hiện tại bây giờ thật sự rất khó khăn trong mùa dịch này các bạn à. Và hiện tại bây giờ những hoàn cảnh như thế đã không còn chịu đựng được nữa, và mọi người đã xin cầu xin cầu khẩn cấp các bạn ạ. À, đây là cái nhóm thiện nguyện mà Đại Lâm chuẩn bị giới thiệu cho các bạn này nha. Đây, nhóm này là của Tấn Kasim Hoàng Vũ và anh Tân. Đây các bạn nhìn xem nha. Cho đây là những nhóm thiện nguyện mà không mạnh thường quân, không phải giúp đỡ bằng tiền bạc nha, có chi cho nấy nha. Cái nào nói trước nha, có chi cho nấy chứ không có giúp đỡ tiền bạc nha. Đây, đây là nhóm của anh Tân và Kasim Hoàng Vũ. Và để tí Đại Lâm sẽ đọc số điện thoại cho luôn cho các bạn biết nha. Đây, hiện tại bây giờ cái nhóm này đang giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Bình Dương nha các bạn, khu vực Bình Dương nha. Đây, đây này là nhóm anh em thiện nguyện đất thủ Bình Dương nha các bạn, các bạn nhớ kỹ điều này nha. Ok, còn đây là số số điện thoại nha các bạn, các bạn nhìn kỹ số điện thoại nha. Các bạn thấy số điện thoại kỹ không ta? Sao mờ dưới trời. Để Lâm đọc số điện thoại cho các bạn nha. 0974 813579. Nè, xin đọc lại cho các bạn nghe nhớ nha. 0974 813579. Đó là của Tấn Kasim nha, Tấn Kasim. Các bạn nào hay alo đó. Còn đây là của anh Tân nha. 0399 0399 778 778 là của anh Tân nha các bạn. 0399 778 778, số rất nhớ rõ các bạn, của anh Tân nha. Đây là nhóm thiện nguyện của anh em đất thủ Bình Dương nha. Thì các bạn đây, một nữa các bạn hãy nhìn nhóm anh em thiện nguyện đây đang làm này. Đây,
Thì để Lâm làm cái clip này. Một lần nữa thì xin chúc cho mọi người có hoàn cảnh hiện tại bây giờ đang khó khăn trong khu vực phong tỏa hay là gặp hoàn cảnh khó khăn thật sự hiện tại bây giờ của khu vực Bình Dương, thì các bạn phải alo vào số điện thoại mà Lâm vừa cho đó nha, gặp Tấn và anh Tân nha các bạn. Và các mạnh thường quân có ủng hộ nhóm thiện nguyện anh em đất thủ thì hãy có gì cho nấy nha, chứ anh em đất thủ thiện nguyện của Bình Dương là không có lấy tiền nha các bạn. Đấy là nhóm thiện nguyện anh em đất thủ Bình Dương là như thế. Rất mong sẽ có nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ và giúp đỡ trong kỳ mùa dịch thật sự rất khó khăn này. Các bạn có biết rồi đấy, hiện tại bây giờ là mùa dịch rất khó khăn các bạn ạ. Và thật sự thì không biết nói điều gì hơn. Một lần nữa xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, có một cái phép màu nào đó đẩy lùi được dịch bệnh càng nhanh càng sớm càng tốt các bạn ạ. Một lần nữa để Lâm chúc cho nhóm anh em thiện nguyện của đất thủ Dầu Một Bình Dương luôn sức khỏe và luôn sẵn sàng để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hiện tại của khu vực Bình Dương trong mùa Covid này. Và chúc cho mọi người luôn được an toàn. Hãy alo số điện thoại mà Đại Lâm đã nhắn cho nói cho các bạn nha. Đại Lâm đọc lại số điện thoại lần nữa cho các bạn biết nha. 0974 813 579 nha, đọc lại nha. 0974 813 579 là của Tấn Kasim nha. Còn số này dễ nhớ nè. 0399 778 778 gặp anh Tân nha các bạn. Các bạn hãy xem video này và mọi người hãy chia sẻ rộng rãi giùm ở khu vực Bình Dương để cho những hoàn cảnh khó khăn hiện tại bây giờ trong mùa Covid. Hãy mạnh dạn alo đến nhóm thiện nguyện của anh em đất thủ Dầu Một nha. Bye bye các bạn. Chúc các bạn sẽ vượt qua trong mùa dịch khắc khổ như thế này các bạn ạ. À.